giống như là lấy ni á, có nghĩa là chắc qua một cái rồi sau đó là mới dở lên lại. Đúng rồi, sau đó đổ hồ dầu ở dưới. Dạ. Thì hồ này kiếm đồng tiền cũng cực lắm. Quay vậy hả? À, nó làm gì? À, đẹp ha. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với một đồng đang có mặt tại xã Tắc Vân của thành phố Cà Mau đó. Hôm nay là cũng ngày thứ năm rồi, và các anh thợ vẫn đang hoàn thành cái phần còn lại của ngôi nhà cô bác quý anh chị. Đây là anh Hợp nè, anh cũng đã xây dựng cái hai cái má để sau đó là dán gạch lên ha cô bác quý anh chị. Xây này xong hôm qua anh Hợp ha. Hôm qua, và anh đang đổ một cây đà rất là kiên cố trên kia kìa cô bác quý anh chị. Và phần này thì sẽ dán gạch giống như giả mê bồ với cô bác quý anh chị, dán rất là đẹp luôn ha. Ngôi nhà hôm nay thì có sự thay đổi khác cũng khá là nhiều rồi, và các anh thợ vẫn đang cố gắng làm xong cái phần nhà vệ sinh ở trong kia kìa. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây ha, tại âm thanh nó cũng hơi bị ồn với cô bác quý anh chị. Và đây anh một đồng quay đây nè, đây là cái phần xây lên hai tấc, và sau đó là anh Hợp sẽ dán gạch ở tại chỗ này ha, để cho một là sẽ chống những cái con côn trùng hoặc là những cái con chuột rồi nó bò vô nhà đó. Làm cái này là một là thẩm mỹ, hai là nó cũng rất là đẹp luôn ha cô bác quý anh chị. Đây vô trong đây, đây cái chỗ bếp nấu ăn đó, bếp nấu ăn à, cái nhà vệ sinh xong rồi nè. Ồ, dán gạch lên đẹp dữ. Đó, đẹp không cô bác quý anh chị? Ồ, thấy đẹp không? Sáng cực luôn, kết hợp với la phong ha, nhìn đẹp ha. Bữa nay dán gạch nhà vệ sinh luôn ha anh Hùng. À, anh Hùng làm việc rất là cực lực luôn, tranh thủ anh Hùng ha. Tranh thủ. Đẹp không cô bác quý anh chị? Cái la phong này màu trắng nè, rồi ở đây là gạch màu trắng luôn ha, giống như giả đá vậy ha. Có một cái đường viền rất là dễ thương anh Hùng ha. Và để lên sáng lấy gió thì có phần kia, có cái phần bốn cái lam gió. Ở dưới này là dán gạch chống trơn anh Hùng. Dạ, gạch bắt chuông á. Dạ. Gạch đó, gạch phải đứng đó. Dạ. Buổi sáng nay rồi không anh Hùng? Rồi, chút nữa cán này rồi thì lót đi trong nhà tắm rồi đó. Dạ. Mấy anh thợ làm sao mà có chỗ nấu ăn nấu uống thì nó cũng nó đỡ ngán hơn anh Hùng ha. Và đặc biệt là phần nấu ăn nấu uống này á, cũng như là phần ở thì đi xa như thế này được bạn hàng ở Mỹ cũng hỗ trợ luôn. Đẹp quá anh Hùng. Kết hợp với cái cánh cửa Đài Loan nhìn nó đẹp ghê anh Hùng ha. Cửa nhôm. Ồ, cửa nhôm chứ. Cửa nhôm. Dạ. Thằng này thì gắn cửa nhôm thì nó đẹp. Dạ. Chứ Đài Loan đưa vô đây coi nó đẹp. Ờ, cửa nhôm em nói nhầm. Cửa nhôm bây giờ thì kéo. Sáng nay dán cái má luôn không ngon anh Hợp hay là tô? À, anh anh Hợp đang xây một cái kệ để một cái bếp ga cô bác anh chị. Anh Hợp làm là phải nói là ok rồi, mình không có quảng cáo nhiều lắm. Bữa nay là gắn cái bồn cầu luôn đúng không anh Hợp? Dạ. Ở đây có một cây đà nha cô bác anh chị, cái đà này nó mới kiên cố được. Anh Hợp là anh nói là đổ cây đà này mới chịu được cái phần đây. Xuống đây em trao tiền luôn nè, nhận tiền luôn đi anh. Thưa với cô bác với anh chị, như vậy là ngày hôm nay là ngày thứ năm, các anh thợ sắt cũng làm 2 ngày thôi. Nếu như mà không mưa gió thì chắc có lẽ là ngày hôm nay là ngày hoàn thành đúng không anh Hợp? Ừ, đúng. Hôm nay cũng mưa gió, hay là triều cường lên xuống nữa, nên thành nữ là công việc xây nó hơi bị đình trệ do thời tiết, rồi do điều kiện tự nhiên ở mỗi vùng nó mỗi khác nhau. Và ở phần phía trước đó cô bác với anh chị, sau khi mà anh Hợp xây hai cái má nó lên, dán gạch lên thì sẽ gắn cái cánh cửa Đài Loan. Và cái cánh được cửa Đài Loan này thì
chưa có giao tiền nên anh hợp anh nói là ứng thêm 10 triệu nữa để trả tiền cửa Đài Loan. Đây em gửi cho anh 10 triệu điếm lại giùm em. Đúng rồi, đây để thùng đây. Thông tin với cô anh Hợp là lần thứ nhất là em đã gửi cho anh là 53.500.000. Em chuyển khoản cho anh Vũ Thợ Sắt là 30 triệu. Một lần nữa em đưa anh 10 triệu. Và lần này 10 triệu nữa. Vậy thì nếu như mà hoàn thành công trình á, đến khi hoàn thành luôn thì còn lại là 10 triệu nữa. Đúng không? Em đưa anh lần này là còn thêm một lần nữa là 10 triệu nữa. Tính coi đúng không? Coi chừng lỗ đó. Đúng. Đối với anh thì làm như thế này có bệt lắm không? Cũng không có gì bù hôi. Dạ. Yeah. Rồi có hơi vất vả chạy lên chạy xuống hơi xa vậy thôi, không có gì. Dạ. Yeah. Nếu như có những cái công trình tiếp theo có đồng hành cùng anh em của tụi em không? Có đồng hành. Nên vậy cho còn ở đây còn lại có 3 người. Mấy anh thợ sắt xuống là mấy ngày anh thợ? 2 ngày. 2 ngày là xong. Anh Vũ vừa cắt ở trên kia xong là xuống đây là cắt là xong, cắt chừng 2 ngày là xong. Bây giờ còn lại là anh Hợp sẽ đảm bảo cái phần này. Và sau khi đó các anh em sẽ bàn giao cái ngôi nhà này xong thì các anh em sẽ thực hiện những cái ngôi nhà khác và cũng như là cái công trình khác. Cũng thay mặt Quý Mạnh Thường Quân chúc anh Hợp luôn có sức khỏe dồi dào ha, và luôn nhận được nhiều cái công trình nó càng ngày càng bự hơn nữa. Cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân. Dạ. Cũng giúp nhà cho bé Tú. Dạ. Cũng cảm ơn anh Một Đồng với Bùi Hồ. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Thôi để cho anh làm đi cô bác anh chị. Rồi vô đây chia sẻ hình ảnh tí xíu nữa. Này chút xíu nữa là dán luôn hả anh Hùng? Hả? Dán luôn chưa? Chút xíu nữa gắn. À. Gọi này là gắn. À. Gắn gọi này là quay ngang lót gạch đó. Là cán xong là lót gạch luôn ha. Rồi gắn mặt cầu luôn, rồi ra ngoài bỏ làm cái thằng nước ngoài nữa. Ừ. Quánh ba lạc nhạc này ngày nay cho nó gọi ngày nay là ngày mơ có thể mình lót gạch trong lót gạch nhà lớn. Có thể ngày mơ kẹp thì lót, không kẹp thì sáng lót rồi mình làm lót luôn á. Dạ. Mà dán gạch đụng lên tới nóc luôn nè cô bác có chị thấy không? Nhà ốm nhất là chỉ dán có 1,5 m thôi đúng không anh? Cũng anh lên tới nóc luôn. À tới nóc luôn. Cũng lên tới nóc là phong luôn. À đó, cô bác có chị thấy dán gạch đẹp ghê không? Anh Một Đồng thấy sao? Thì thấy rất là đẹp luôn nè. Và gạch thì lên tới la phong là nó sáng rực luôn. La phong thì màu sáng nè, gạch màu sáng. Ôi nhìn đẹp quá. Anh Hợp chọn màu gạch là rất là ok. Mình rất là tin tưởng anh Hợp với lại anh Vũ. Lý do đơn giản thôi là tại vì các anh cũng đã nhận rất là nhiều cái công trình rồi. Và những cái công trình này đối với anh thì nó cũng không có gì khó khăn cả. Thông tin với cô bác quý anh chị, hoàn cảnh của gia đình của bé Tú á, thì nó sẽ khác với hoàn cảnh của Út Nhất cũng như là hoàn cảnh của gia đình của chị Thu. Lý do là của chị Dứa thì rất là đơn chiếc luôn. Nên thành nữ là nước thì chị Dứa điện sẵn rồi cái đến giờ thì các anh thợ chỉ dùng thôi chứ chị ít thường nhật thường ở ngay tại chỗ này nhiều hơn. Lý do phải lo cho anh rồi lo cho bé Tú nữa nên thành thử là có buồn không? Đâu có gì buồn. Sáng giờ uống cà phê chưa? Rồi rồi ha. Rồi sao xong chưa, mấy phút nữa dán nè? Mười phút nữa. 10 phút nữa dán ha. Xong rồi ra bắt đầu là uống nước rồi quay vô và sắp đặt quốc á. Dán liền luôn đi, khỏi uống. Chịu không? Ừ. Sau khi dán cái phần gạch của nhà vệ sinh á thì anh Hùng sẽ dán gạch ở cái phần này luôn, là cũng là một loại gạch chống trơn luôn ha anh Hùng. À. Là loại gạch cùng với màu nhà vệ sinh luôn. Cùng màu luôn. Dạ. Nhà này thì 12 tổng cộng cuốn nền lên là 12 m. 12 mét thì anh gian cái phần ở đằng sau này hết 2 m. Nhà vệ sinh này nó rộng hơn nhà vệ sinh của Út Nhất anh Hùng ha. Rộng hơn 2 tấc đúng không? Rộng hơn 2 tấc. Cái này để bồn cầu rồi cái nào bồn cầu xịn luôn. Lót gạch lên cái nữa là dòm đẹp cực kỳ luôn. Đó bồn cầu đem rồi đó. Đây bồn cầu rồi. Đây bồn cầu đem cái rồi nè. Khi nào mới đặt bồn cầu này? Chiều làm luôn, chiều xong hết rồi. Chiều xong hết luôn ha. Xong biết luôn. À. Cái phòng này rất là thoáng mát, tới ba cái cửa sổ đó, đây một cái, bên kia một cái. Ở ngoài trưa phòng khách một cái nữa. Lý do là cái cửa này nè,
cửa Đài Loan kéo ra kéo lại cô bác anh chị, nên thành thử á là mình phải làm một cái cửa sổ như thế này, mỗi khi mà trời có mưa gió thì đóng hết vẫn còn lấy ánh sáng chỗ này được. Anh Hợp ơi, anh nói lại cái phần nền này giùm em, cái phần độ dĩ so với cái nền của chị Thu thì như thế nào, anh có thể chia sẻ những cái nó khác nhau. Nên là nữ là mình cái nền này nó so với cái nền ở trên kia thì sao? Ừ, cái nền ở dưới này là cái mình làm mới, là cái mình làm gia cố cho cứng luôn. Tại vì xây đập bè xây lên đúng không, là mình phải bắt buộc phải chảy cái dĩ, đổ bê tông, đổ bê tông hết, chảy dây sắt, đổ bê tông hết rồi xong mới cán nó gạch, là nó cứng cấp hơn, nó ok hơn nhà của chị Thu, nó không bị lún. Mà cái nhà chị Thu thì tại vì hồi đó làm bên cũng từ thiện gì làm đó cũng không có được tốt chút xíu, thì cũng gia cố lại được, cũng mà cái nào đến xuống cấp rồi mà nâng lên lại nó không sụp nữa. Nâng lên rồi nó không sụp nữa, tại nó sụp rồi mình nâng lên rồi nó cũng không sụp nữa. Đúng, ok. Cái nền này là nó không bao giờ lụi xuống. Đúng không? Cái nền này tại vì là... nó đã có dĩ hết luôn mà. Có dĩ hết rồi. Tại dĩ đổ thẳng luôn từ trước ra sau luôn, cái dĩ liền mà. Dĩ bê tông này bê tông không à? Ở dưới này là toàn là bê tông hết chứ không phải là đâm le đá. Không bê tông. Không có phải là đâm le đá mà kiểu mà tạm bợ như cô bác anh chị. Mấy liền đông tin. Liền lạc cái hầm cầu luôn, liền lạc luôn nè. Nguyên cái nền bê tông không? Bê tông không. Bê tông không. Nên là nữ là cái công trình này á, so với ở những cái chỗ khác á thì anh Hợp là lãnh là 113.500.000, mà đặc biệt rất là chắc chắn luôn, bảo đảm điều đó và không sụt lún đúng không? Rồi đó, nên là nữ là cái nền của chị Thu á nó bị lún nhiều lắm, một tấc mấy sau này thời gian 10 năm là nó lún sâu hơn Hợp ha, tại vì không có đổ dĩ của chị Thu, không đổ dĩ còn này đổ dĩ là mình chống lún lót gạch, chống sập, chống lún. Nên là nữ là có những cái công trình mặc dù nhìn cái ngôi nhà nó giống nhau nhưng mà cái hệ thống sắt đá bê tông á, hàng chắc thì nó phải chắc chắn mới được. Còn cái chuyện thẩm mỹ là cái chuyện bề ngoài giống như tốt gỗ hơn tốt nước sơn vậy mà. Rồi bây giờ đem gặp vô luôn kìa, cảm ơn anh Hợp ha. Thôi làm tiếp đi, làm phiền nữa rồi. Rồi Giáng không uống nước luôn đúng không? Vừa thôi uống đâu uống đâu. Để cập nhật cho cô bác quý chị, anh Hợp hôm trước là anh Hợp ảnh thân bì cái gì nè, anh nói là ở trên nhà chị Thu hoài không xuống thăm ảnh tí xíu nào trơn á. bỏ giữa chợ luôn để cho lót cái phần này ha, để cho trên ảnh đẹp. Nói vậy cho uống miếng nước đi anh ơi, để thôi nói Bùi Hồ không cho uống nữa. Cái này là mình để gạch lên trước sau đó mình mới đổ hồ dầu lên đúng không? Mình sắp qua cái đầu là mình lót chứ không kèm sao không lót rồi. Hùng anh nói anh phải giống như là lấy ni á, có nghĩa là chắc qua một cái rồi sau đó là mới dỡ lên lại rồi sau đó đổ hồ dầu ở dưới. Dạ. Cái này lót này khoảng nửa tiếng không anh? Cả nửa tiếng không có nữa, chút xíu xong rồi chắc chỗ này rồi là thấy rồi đó. Dạ. Anh này có mình anh lớn mới phục vụ được hai cái anh thợ này thôi, tại vì anh quá lớn, mình ký mình ảnh là bằng 2 kg hai anh này luôn. Xây cái má đó lên bao là cao anh hả? 7 tấc mấy, hoàn thiện 8 tấc mốt. 8 tấc mốt hả? Nói xây cái má đó lên chị dứa mừng dữ không? Mày ý kiến chị á, mày biết của chị á, chị ý kiến chị. Dạ. Thì hôm qua anh Hợp có hỏi Bùi Hồ là xây cái má bếp cao bao nhiêu, thì Bùi Hồ nói là anh cứ hỏi cô chị đi, tại vì không biết chiều cao của chị nữa. Cao thì cách đúng là mà cái phải hỏi chị đặt cái chỗ nào mà cho nó hợp lệ vào. Dạ. Đặt chỗ nào vào nóng hợp lệ. Dạ. Tại vì chỗ này nấu nướng em thấy cũng hợp lệ nè.
là chị yêu cầu là đặt ngay tại chỗ này luôn đúng không? Đúng rồi. Sợ lớn rồi ngoài chút cái mấy túi dùng bị mất cẩn thận. Ừ. Dùng cái túi mới nằm đó rồi. Dùng cái túi nằm đó. Anh Hợp phải nói là để hồ là không gớt luôn á. Đó, kỳ chưa? Bình thường ít thấy anh xây lắm đúng không? Bữa nay thấy anh Hợp xây. Chạy cơ hơn, giặt lắm. Bình thường là toàn là chạy xe nhiều hơn là là xây gạch. Một tiếng là anh xây được bao nhiêu viên gạch anh Hợp? Đó một ngày tuần 10 ngày tuần 20 thì làm buổi sáng khoảng 900 viên tuần 20 nha. Một ngày ha? Buổi sáng thôi. Buổi sáng là 900 viên, ngày ngàn mấy viên, ngàn tám. Là tuần 20 nha. À, tuần 20 á. Còn tuần 10 thì nó còn nhiều hơn nữa. Tuần 10 thì khoảng chừng 16-17 mét. À. Trung bình khoảng 15 mét à. Ừ. Anh ấy anh để hồ kinh khủng không? Đây gọi là thợ lành nghề không á, chứ không phải đơn giản đâu. Cái má này lên thì tí xíu là xong à. À, tí xíu xong, bắt đầu đổ đan cái miếng gác rồi. Anh phải đổ cái miếng đan lên hả? Ờ, đổ đan lên. Nó đổ bằng bê tông luôn đúng không? Ờ, à, đúng, dĩ sắt á. Nó, thấy mấy ông thợ làm chưa? Nó mới gánh nổng, chứ không có sắt lên là gánh nổng. Đúng rồi, anh phải đổ gâu ra nè, anh phải để gâu ra nè. Anh Hợp làm là cái công trình á, nó dù cho nó ví dụ như cái nhà vệ sinh tốt nhất á, dù cho nó có giá mắc hơn tí xíu nhưng mà anh làm phải nói cực kỳ chất lượng luôn á. Anh làm là không sửa mà. Sợ cái đó sắt bền nhất quá, có sự cố mà sửa không được. Tại vì căn nhà ta đó. Dạ. Với hai nữa đất có nước, có chừng nước. Nên là nữ xây nhà nó quan trọng nhất là cái độ bền, độ an toàn. Ha anh Hợp ha. Với hai nữa mình cái địa chất ở xứ đó coi nó nước nó sao trầm thủy là nó khô. Dạ. Mình phải hỏi ta. Dạ. Trầm thủy là nước ngâm nước á. À, đất nước có nước á. Phải muốn cờ chưa giữ. Dạ. Nên là nữ cái nền này là xây là kiên cố luôn á. Không là gì ok rồi, tại vì mà tiền chế mà. Dạ. Ở bên gian giữ cái này thôi. Tại nói chung là làm mà ấy tỉnh thì cái dân người ta ý kiến người ta sẽ người ta đánh giá đi. Ừ. Vậy cái dân này mua mấy ở trên này đổ dĩ xong cũng phải dán gạch anh Hợp ha. Lúc gạch trên tạm này thì chị hỗ có làm giải quyết được làm gì cả. Dạ. Xong chưa anh Hồng ơi? Lót thì uống nước đi anh, để thôi nó thằng hồ nó không cho uống nữa. Xong chưa? Lấy đi. Lấy đi xong hết chưa? Rồi ha. Lót ạ. Cho anh 30 phút anh lót á. Anh lót trễ là bị đòn. Anh Hồng là ok lắm. Nói chung là nói không phải nói chứ có ai xây nhà cất nhà gọi anh Hợp với lời anh Vũ là tuyệt vời luôn. Nhiều có một số vài bạn này nói sao quảng cáo quá, nơi này đâu có quảng cáo đâu, có cô bác bình luận ý kiến mà nành nữ là khen các anh thợ làm hay. Cái nền nó bằng dễ lót hơn cái nền trên kia nhiều ha anh Hùng? Đúng rồi, cái này mình tự cán ra nó mau hơn, còn cái nền cũ á. Dạ. Thì ra mình làm nó lâu. Tí
xíu là anh lót khoảng chừng 20 phút là xong. Chứ không tính 30. Này còn phải cắt gạch xong hết chưa anh Hùng? Cắt gạch ứng thử hết chưa? Chưa. Này mình tới đâu cắt cái đó rồi gọi hết cái mình đó cắt cái mọc thôi. Dạ. Làm cái nghề hồ này kiếm đồng tiền cũng cực lắm. Cái này chiều nay tô luôn hả anh Hợp? Xem trước tô, trước tô đây. Sao tô mất được, dọc sao tô mất? Dạ. Ở đây là tô hôm qua luôn rồi nè. Nè cậu bác Quỳnh Trì thấy nè. Tô đây luôn nè, thấy không? À. Chứ không phải là tô rồi bỏ chỗ này nha. Có ống thoát nước đồ đầy đủ hết á. Dán hết rồi mình cắt lần một ha anh Hùng. Để vừa dán vừa cắt luôn. Đi cái một rồi cho nó khỏe. Mà dán gạch này cũng cũng khó lắm, chứ không phải muốn dán là dán nha. Chỉ có thợ mới dán được thôi, nhưng anh hớn vô, anh lớn vô dán là chắc xong luôn rồi. Chưa đủ điều kiện. Dạ. Lớn khoảng 5 nữa thì mới đủ điều kiện. Chưa qua cái lớp thực tập. Anh có dán thử chưa? Có là làm được. Nói vậy anh lớn buồn, anh nói anh lớn nghĩ trộm, anh lớn vô dán luôn nè. Anh lớn. Rồi cắt ngay chỗ cái bồn cầu nữa. Bây giờ sắp qua lót cắt bằng cầu luôn. Đó nhiều nhỏ thì nước đó là khó mình đó chứ. Đâu rồi đó. Đẹp hả chú à? Đẹp liền. Dán hết rồi mới cắt ra hả anh Hùng? Ừ. Dán hết mới cắt ra sao hả? Rồi để này đang vô là mình lấy cái bằng cầu nè. Dạ. Cắt bằng cầu giờ chỉ cũng chịu để bằng cầu nấu. Mất cắt cắt âm xuống. À. Nhưng mà cầu qua đó anh. Nên một cầu vô để luôn ha. Để luôn danh theo đó. Dạ. Đẹp quá. Để bồn cầu lên cho tụi em coi cập nhật đến đây để cho cô bác anh chị biết được luôn. Vừa không anh? Anh lớn ơi, kính bồn cầu vô luôn kìa. Hai người kính. Chưa gì đâu, chưa có thọt cơm. Vì dâu mà nghe. Mày ăn được mà bưng cũng nổi nè mày. Dạ đang bưng bệnh. Kìa. Không mà bưng thì nổi mà đi chưa được đó. Chứ kìa. Ờ bị nó bự nó còn cười quá đi không được. Đi bưng thì không nổi rồi đó. Ông qua gì con sắp nấu anh ta. Có đi đó. Ông ta ở này nó lớn con mà chơi gì. Cái là cố anh ăn chảy đó. Đúng rồi hả? Chơi kêu này có mít mà khá vợ đó. Đi muốn cấm tay rồi. Ai chảy quay vậy hả? À nó làm gì? À đẹp hả? Này, bỏ vô. Ủa, này gọi là bồn cầu xịn luôn á. Thấy nhà tình thương lần mà cho được cái bồn cầu này là quá dữ luôn rồi. Đúng anh Đồng. Thường thường là nói phải nói cho cái nhà tình thương những cái nhà mà hỗ trợ thì ít khi nào mà sử dụng được cái bồn cầu như thế này anh Đồng ha. Bồn cầu mảnh mặn hai người ginh mới nổi. Bồn cầu này nặng.
Bồn cầu này không là 2 triệu mấy hả anh Hợp? 2 triệu 2. Giống như nhỏ nhất không anh Hợp? Mức 2 triệu trở lên đâu mấy. À bởi vì á, dở chị Kim đó. Sao dưới này cái cầu là nấu kẻ. Dạ. Cái này hồi xin mà có 2 triệu 2. Cô biết là không bằng cái này. À bồn cầu này là bằng sứ đúng không? Bảo hành 2 triệu đồng. Bảo hành nhiêu? 20. 20 năm hả? Ôi trời ơi. Là tốt hơn bồn cầu gốc nhất luôn. À. Rồi xong chưa anh? Ăn khớp chưa? Vô anh viên này vô nổ đầu dễ dòng cắt. Buông mở đi. Rồi. Cắt theo cây đó đúng không? Âm luôn. Dở lên, dở lên. Âm xuống. À. Sợ anh gì? Anh thích. Anh lắc quá lắc anh ạ. Đặt lên cái này còn nó nặng quá. Rồi cái công mãi rồi. Dạ. Cái này cái mặt nó bằng mặt gạch luôn á hả? Âm cái này là âm xuống dưới luôn. À âm xuống dưới, âm xuống mấy phân nè. Ờ âm xuống mấy phân dưới. Đúng rồi là có cái hầm đầu này nặng lắm. Đúng rồi. Mà cái này bắt cứ âm âm luôn. Âm mỗi sau này có một giờ cộng thay đấu bữa khó. Ừ. Chứ đâu mà để đâu rồi ta. Túi. Và anh Hùng sẽ làm cái phần bồn cầu này âm ở dưới cái gạch khoảng 1-2 tấc luôn hả? 1-2 phân. 1-2 phân ha. Và sau đó là sẽ hoàn thành. Còn 1-2 ngày nữa thì các anh em sẽ tiếp tục cập nhật hoàn thành bàn giao ngôi nhà cho cô bác quý anh chị. Để cho cô bác quý anh chị có thể biết được sau khi ngôi nhà hoàn thiện thì nó sẽ như thế nào luôn ha. Bye bye anh Hợp ơi.